Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng Trôn đây. Chào mừng các bạn đã đến với Cẩm Nang về Mark. Trong chuyên mục này thì mình sẽ cung cấp những kiến thức về Mark cũng như là giúp 500 anh em phân biệt và chọn cho bản thân mình một chiếc máy tính Mark thích hợp nhất. Và ở trong số đầu tiên của chuyên mục này, mình sẽ giúp các bạn phân biệt các dòng sản phẩm về Mark. Nói về Mark là nói về dòng sản phẩm máy tính cá nhân được sản xuất bởi chính Apple và chạy hệ điều hành riêng của hãng mang tên là Mac OS. Nói về lịch sử cũng như là cặn kẽ về Mac OS, có lẽ mình sẽ phải dành riêng một video để nói về nó. Còn trong video này, các bạn cứ tạm hiểu Mac OS nó là một cái hệ điều hành được cài sẵn trên cái chiếc máy tính của chúng ta và giống như là việc cài Windows vậy. Apple đã sản xuất chiếc Mac đầu tiên vào năm 1984. Trong thời gian đầu, số phận của dòng máy tính Mac có lúc thăng, có lúc trầm. Nhưng từ năm 1998 đến nay thì dòng máy tính Mac đã trở thành một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, cạnh tranh vô cùng sòng phẳng với lại những chiếc máy tính Windows. Do Mark đã trải qua một chặng đường dài với rất nhiều sản phẩm nên trong video này mình sẽ tổng hợp những cái dòng sản phẩm chính hiện tại của Mark mà các bạn còn có thể gặp ở trên thị trường. Khi các bạn đi mua Mark hay bất kỳ một sản phẩm máy tính cá nhân nào thì các bạn sẽ thường đặt ra câu hỏi mua laptop hay là build case? Và Mark sẽ được chia làm hai dòng sản phẩm chủ đạo. Dòng thứ nhất đó chính là laptop và họ gọi đó là MacBook. Còn dòng thứ hai sẽ là máy tính để bàn và họ gọi đó là Mac. Đối với lại MacBook thì là những sản phẩm laptop mà chúng ta có thể mang vác, di chuyển một cách dễ dàng để làm việc. MacBook hiện tại sẽ có 3 dòng sản phẩm chính, đó chính là MacBook Pro. Đây là dòng laptop có khả năng làm việc cực kỳ mạnh mẽ với cấu hình cao. Đến nay thì dòng MacBook Pro vẫn được Apple liên tục đổi mới cũng như nâng cấp cấu hình qua từng năm. Dòng sản phẩm MacBook thứ hai đó chính là MacBook Air. Đây là dòng laptop đề cao sự mỏng nhẹ nhưng đáp ứng được nhu cầu làm việc ở mức trung bình khá. Hiện tại thì dòng MacBook Air đã khoảng hơn 2 năm chưa được Apple làm mới cũng như nâng cấp về mặt cấu hình. Dòng sản phẩm thứ ba đó chính là MacBook. Đây là dòng laptop mỏng nhẹ và có màn hình đẹp hơn so với lại MacBook Air nhưng có cấu hình yếu hơn và nó sẽ thích hợp với lại các bạn làm việc văn phòng sử dụng Word, Excel, những công việc đơn giản nhẹ nhàng. Đây là dòng laptop mới được Apple làm lại vào năm 2015 và đến nay thì vẫn được Apple duy trì và nâng cấp cấu hình. Và để nói về cụ thể hơn về ba cái dòng sản phẩm này thuộc series MacBook thì mình sẽ dành một cái video ở số lần sau nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái dòng sản phẩm máy tính để bàn có tên gọi là Mac. Thì ở trong cái nhóm này cũng sẽ có 3 dòng sản phẩm. Thứ nhất là iMac. Đây là dòng sản phẩm máy tính để bàn All-in-One. Chắc hẳn nói đến đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc All-in-One có nghĩa là gì? Đây chính là một cái khái niệm về một cái chiếc máy tính để bàn đã được tích hợp mọi thứ như là màn hình, là loa, là camera, vân vân và mây mây. Ví dụ như bình thường các bạn đi mua một cái chiếc máy tính để bàn ấy thì thường các bạn sẽ phải mua một cái case này. Sau đó là các bạn đi mua màn, rồi đi mua loa, rồi đi mua tất cả mọi thứ. Nhưng đối với lại iMac thì các bạn không cần phải đi mua màn hình, các bạn sẽ không cần phải đi mua loa, các bạn sẽ không cần phải đi mua webcam mà nó tích hợp hết vào trong một cái khối như thế này. Và các bạn nhìn cái chiếc iMac nó giống như là một cái chiếc màn hình vi tính bình thường thôi, nhưng ở bên trong nó được tích hợp rất là nhiều thứ như là CPU, RAM, rồi là cả màn hình, ổ cứng vân vân và mây mây. Dòng sản phẩm iMac thì có hiệu năng rất là cao và để phục vụ cho các nhu cầu về làm đồ họa chuyên nghiệp. Đến nay thì iMac vẫn đang được Apple phát triển và nâng cấp thường xuyên theo chu kỳ. Sản phẩm mới gần đây nhất của dòng iMac đó chính là chiếc iMac Pro. Tiếp theo dòng sản phẩm thứ hai thuộc cái dòng máy tính để bàn của nhà Apple đó chính là Mac Pro. Đây là dòng sản phẩm máy chạm dành cho những người có nhu cầu đặc biệt và cực kỳ cao cấp. Nó giống như một cái case máy tính bình thường khác và các bạn sẽ phải mua thêm màn hình, loa ngoài, webcam chứ không giống như là iMac được tích hợp mọi thứ. Do đây là một cái chiếc máy chạm, chính vậy đây là một cái sản phẩm hết sức mạnh mẽ của nhà Apple. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại từ năm 2013 đến nay thì Apple vẫn chưa có bất kỳ một cái sự thay đổi nào hay là làm mới về mặt phần cứng cho cái chiếc Mac Pro này. Mặc dù vậy nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì cái chiếc Mac Pro vẫn có hiệu năng hết sức tuyệt vời ở thời điểm hiện tại và vẫn đang là một trong những cái thiết bị mạnh mẽ nhất của nhà Apple. Tiếp theo dòng sản phẩm thứ ba đó chính là chiếc Mac Mini. Đây là một cái dòng sản phẩm máy tính để bàn nhỏ gọn và có mức giá rẻ để giúp cho người dùng có thể trải nghiệm được Mac OS. Và đây là một cái dòng sản phẩm có kích thước hết sức là nhỏ gọn và các bạn sẽ cần phải mua thêm màn hình cũng như là chuột, bàn phím hay là loa ngoài để xài chung với cái chiếc máy này. Và nó có cái cấu hình ở mức vừa phải, nó giống như là những chiếc MacBook Air sẽ không được trang bị card đồ họa rồi và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm về Mac OS với mức giá là hợp lý nhất. Và tất nhiên là để nói về ba cái dòng sản phẩm thuộc series máy tính để bàn này của Apple thì mình sẽ dành một cái video riêng để nói cụ thể hơn. Còn video này của mình đến đây là kết thúc. Anh em có bất kỳ một cái mong muốn gì và anh em muốn mình thực hiện cái chủ đề gì tiếp theo thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới và mình sẽ cố gắng thực hiện tất cả những chủ đề của anh em. Đến đây thì video của mình xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!